Nguyễn Hữu Tiệp, Ngô Hữu Hòa, đơn vị Linh Bình vào thảm thi đấu. Trọng tài thảm Nguyễn Văn Thanh. Trận thi đấu thứ ba, trọng tài Nguyễn Thọ chủ bị. Ban tổ chức chúng tôi yêu cầu các đồng chí huấn luyện viên đưa vận động viên của mình vào thi đấu. Chúng ta chuẩn bị khăn mùi xoa. Chung, đây ơi. Rất mất thời gian của ban tổ chức. Lịch ban tổ chức chúng tôi đã phát cho các đồng chí huấn luyện viên. Hết thời gian thi đấu hiệp 1.
hết thời gian nghỉ. Hai vận viên chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp 2 bắt đầu. Thank you.
Hết thời gian thi đấu, mời hai vận động viên đứng trước hàng. Kết thúc trận thi đấu với điểm số 10 đều, vận động viên trong xanh đơn vị Linh Bình có điểm 4. Như vậy, vận động viên trong xanh đơn vị Linh Bình thắng cuộc. Trận thi đấu thứ 3 hạng 9.